Kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin của tụ bóng đá trong buổi sáng ngày hôm nay, ngày 26 tháng 9. Huỳnh Như tiếp tục đã tạo ra một cột mốc lịch sử nữa dành cho bản thân của cô, cũng như là với bóng đá của Việt Nam khi mà có lần thứ hai ra sân và cũng lập tức giúp cho câu lạc bộ Lành FC đã có được bàn thắng. Thế nhưng Huyền vẫn thở dài sau trận đấu vừa qua. Bà Manapang bị tố rằng dùng tiền để có được vị trí thứ ba ở giải King Cup 2022 vừa qua. Và đó là những thông tin chính trong bản tin của tụi bóng đá ngày hôm nay. Sau đây xin mời quý vị và các bạn đến với phần thông tin chi tiết. Kính thưa quý vị, vào buổi tối ngày 25 tháng 9 vừa qua, trong buổi tối khá muộn, thì Huỳnh Như đã tiếp tục có được lần thứ hai ra sân thi đấu cho câu lạc bộ Lành FC khi mà đội bóng làm khách của đội bóng đó là Famalicão. Vào tối ngày 25 tháng 9 thì đội bóng này đã có một chuyến làm khách trên sân của đội bóng Famalicão ở lượt đi tứ kết cúp liên đoàn của Bồ Đào Nha. Huấn luyện Carlos Varela đã quyết định để Huỳnh Như khởi đầu trận đấu ở trên băng ghế dự bị, mặc dù trước đó thì thậm chí Huỳnh Như đã không được thi đấu bất cứ một phút nào cả. Và trước một đối thủ có trình độ là nhỉnh hơn, câu lạc bộ Lành FC của Huỳnh Như đã bắt nhịp trận đấu có thể nói rằng không hề tốt một chút nào, chứ không muốn nói rằng là cực tệ, và đã bộc lộ rất nhiều những sai sót ở phòng ngự. Chỉ trong có hơn 20 phút ở đầu trận thôi thì họ đã bị đối thủ dẫn trước tới tận tỷ số đó là 3-0. Và ngay sau khi mà bị dẫn sâu trong thời gian quá ngắn như vậy thì câu lạc bộ Lành FC đã phải có những sự thay đổi người về mặt nhân sự. Ở thời điểm Huỳnh Như vào sân là khoảng phút thứ 58, thay cho tiền đạo người Brazil đó là Malu Smith. Và ngay sau khi vào sân thì chính Huỳnh Như, cầu thủ của Việt Nam chúng ta, đã có một tình huống gây sức ép khiến cho cầu thủ của đội bạn mắc một sai lầm và tạo cơ hội dành cho cầu thủ đó là Sini Lassunen ghi bàn thắng rút ngắn tỷ số cho câu lạc bộ Lành FC. Và ngay sau đó thì Huỳnh Như cũng có liên tiếp có thêm khoảng 2 đến 3 cơ hội để ghi bàn. Thế nhưng Huỳnh Như đã không thể tận dụng được và không thể có được thêm bàn thắng. Trước sự lăn xả cản phá của các hậu vệ bên phía đội tuyển chủ nhà, và trận đấu cuối cùng thì kết thúc với tỷ số đó là 1-3. Câu lạc bộ Lành FC đã có một trận thua, thế nhưng họ vẫn có được cơ hội tiếp theo để có thể gỡ gạc lại được cái niềm tin của mình. Còn với cá nhân Huỳnh Như thì màn trình diễn khá hay trong khoảng hơn 30 phút thi đấu ở trong trận đấu vừa qua đã giúp cho cầu thủ của đội tuyển Việt Nam chúng ta đã thêm sự tự tin rất nhiều trong cái hành trình rất dài trong phần còn lại của mùa giải. Và chúng ta đều biết rằng là trong trận đấu đầu tiên thì Huỳnh Như chỉ được ra sân ở phút thứ 85 hay 88 gì đó và tổng là khoảng 10 phút trong khoảng thời gian cả tính là bù giờ mà thôi. Và trận đấu đó thì câu lạc bộ Lành FC của Huỳnh Như đã có được một chiến thắng. Thế nhưng trận đấu này thì với việc Huỳnh Như vào sân thì cũng chỉ giúp cho câu lạc bộ Lành FC có được bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 mà thôi. Thực tế là với Huỳnh Như thì tôi nghĩ rằng với hơn 30 phút ở trận đấu này đã khá là nhiều hơn so với trận đấu đầu tiên rồi. Đó là tín hiệu rất vui. Và với cá nhân Huỳnh Như thì cũng đã để lại sự ấn tượng lớn trong mắt của huấn luyện viên trưởng cũng như các đồng đội của mình khi mà thi đấu rất năng nổ và đã tạo ra một số cơ hội ngon ăn và giúp cho đồng đội của mình có được một bàn thắng để có thể rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3. Nhưng để mà nói thì với một trận đấu khi mà chỉ diễn ra có hơn 20 phút thôi mà câu lạc bộ Lech FC đã bị dẫn tới tỷ số 3-0 rồi thì quá khó để cho bất cứ một đội bóng nào có thể làm nên chuyện cả. Bởi thực tế đội bóng chủ nhà họ là đội bóng mạnh hơn so với Lech FC. Họ được thi đấu ở trên sân nhà và có được một sức ép lớn tới từ các cổ động viên. Vì vậy mà việc Huỳnh Như vào sân khoảng hơn 30 phút có được một bàn thắng giúp cho đội bóng này có được một bàn thắng để rút ngắn tỷ số thì tôi nghĩ rằng điều đó hoàn toàn có thể chấp nhận được. Trong một cái thế trận mà câu lạc bộ của đội chủ nhà họ đã có 3 bàn thắng, họ đá chắc, đá rắn và sẵn sàng có những tình huống mà quyết liệt hơn thì việc Huỳnh Như và những cầu thủ của Lành FC gặp những khó khăn thì cũng là điều đương nhiên thôi. Ở giải vô địch quốc gia thì câu lạc bộ Lành FC đã có được 2 chiến thắng rồi. Còn đây chỉ là cúp liên đoàn bóng đá của Bồ Đào Nha thôi. Vì vậy mà cơ hội dành cho Lành FC hiện nay vẫn còn rất lớn. Và đương nhiên với những giây phút thể hiện vừa qua của Huỳnh Như thì tôi nghĩ rằng là cơ hội dành cho Huỳnh Như sẽ càng ngày càng nhiều thôi. Chúng ta đừng quá lo lắng dành cho Huỳnh Như. Bởi thực tế như tôi đã nói, những cơ hội dành cho Huỳnh Như nó sẽ đến dần dần. Chứ không thể chúng ta đòi hỏi rằng một cầu thủ Việt Nam của chúng ta sang mà ngay lập tức có được cơ hội đá chính. Và hãy nhìn xem Quang Hải, những thời điểm mà Quang Hải có cơ hội đá chính ngay từ đầu và giờ đây thì cơ hội của Quang Hải nó thấp đi khá nhiều khi mà những số trận thậm chí còn không được vào sân nó đã tăng lên. Vì vậy với cá nhân Huỳnh Như, với những số phút như này và vào sân giúp cho câu lạc bộ Lành FC thi đấu tốt hơn, có được bàn thắng rút ngắn tỷ số mà không để cho đội bạn có thêm bàn thắng thì đó là một điều thành công rồi. Việc câu lạc bộ Lành FC họ không có nhiều bóng và đương nhiên thì Huỳnh Như cũng không có nhiều những cơ hội để phối hợp với các đồng đội thì đó là điều mà các cổ động viên chúng ta cũng phải có một sự cảm thông.
chứ không đòi hỏi rằng là Huỳnh Như vào phải có thật nhiều bóng, đối thủ phải dồn bóng, nhồi bóng cho Huỳnh Như thật là nhiều. Không thể có chuyện như vậy được. Khi mà chúng ta thi đấu tại Đông Nam Á thì đội tuyển Việt Nam chúng ta có một thế trận giữ bóng tốt hơn so với các đối thủ. Chính vì vậy mà các tiền đạo phía trên và đặc biệt đó là Huỳnh Như thì mới có nhiều những cơ hội để trình diễn, để có bóng, để dứt điểm hay là phối hợp thôi. Còn khi mà đá với một đội bóng khó chơi hơn thì cơ hội giành bóng ít hơn thì đương nhiên là Huỳnh Như sẽ khó, ít có cơ hội để chạm bóng hơn là điều hết sức bình thường. Ở trong trận đấu này thì chúng ta cũng thấy được điều đó. Khi mà đội chủ nhà họ thi đấu tốt hơn thì việc Huỳnh Như và các đồng đội của cậu ấy không có bóng, ít bóng hơn và có ít được cơ hội để thể hiện hơn thì đó là điều đương nhiên. Nhưng dù sao, với cá nhân của chúng tôi, với việc đã có khoảng hơn 30 phút, khi mà số phút đã được tăng dần lên như thế này thì đó là tín hiệu rất tích cực, rất vui mừng. Và xin chúc cho Huỳnh Như sẽ tiếp tục có được những cơ hội và sẽ thể hiện tốt. Qua đó thì hy vọng rằng là Huỳnh Như sẽ sớm có được một suất đá chính trong danh sách của câu lạc bộ Lạnh FC khi mà thi đấu ở giải vô địch quốc gia. Sau khi trận đấu kết thúc thì huấn luyện trưởng của câu lạc bộ Lạnh FC thì ông này cũng tỏ ra khá thất vọng khi mà hàng thủ để thua quá trong vánh. Và ông cho rằng là sự thay đổi người đã mang lại sự hiệu quả khi mà giúp cho đội bóng có bàn thắng gỡ với tỷ số đó là 1-3. Thế nhưng 3 bàn thua đã khiến cho đội bóng của ông gặp quá nhiều khó khăn khi thế trận và tâm lý của đội bóng đã gặp những vấn đề vì các bàn thắng thua rất là chóng vánh. Và ông tin tưởng rằng khi trở lại giải vô địch quốc gia thì Lạnh FC sẽ tiếp tục thi đấu tốt mà thôi. Và ông tin rằng những cầu thủ dự bị và những nhân tố mới có thể sẽ mang đến sự khác biệt dành cho câu lạc bộ Lạnh FC. Và sau trận đấu với câu lạc bộ Famalicao thì những cầu thủ nữ của câu lạc bộ Lạnh FC cũng như là giải bóng đá nữ Bồ Đào Nha sẽ tạm nghỉ để nhường chỗ cho loạt FIFA Day của bóng đá nữ diễn ra từ ngày 3 đến ngày 11 tháng 10 trong khoảng thời gian là khoảng hơn 1 tuần. Vì vậy đây sẽ là khoảng thời gian nghỉ ngơi dành cho những cầu thủ và hy vọng rằng là Huỳnh Như sẽ tiếp tục có được sự trao đổi, có được sự gắn kết hơn và sự hiểu nhau hơn với các đồng đội của mình ở đội bóng đến từ Bồ Đào Nha và cơ hội dành cho Huỳnh Như sẽ là sáng sủa hơn nhiều. Còn thông tin tiếp theo chúng tôi muốn gửi tới quý vị và bạn đó là đội tuyển Thái Lan thì họ đã có được một trận thắng trong trận đấu tranh hạng 3 của King Cup 2022. Thắng đội bóng đó là Tobago, một đội bóng đến từ một lục địa khác và tưởng như đây là đội bóng mạnh nhưng thực tế là với màn trình diễn vừa qua thì đây cũng chỉ là đội bóng có lẽ rằng cũng chỉ là ngang tầm so với những đội bóng hàng đầu tại Đông Nam Á của chúng ta mà thôi. Sau thất bại trước đội tuyển Malaysia thì Thái Lan đã được biết rằng họ bị chê tơi tả và thậm chí theo ông Kinh còn nổi điên với cả các cổ động viên xứ sở chủ vàng khi mà ông này nhận rất nhiều những sự chỉ trích và các cổ động viên mong rằng là ông này cần phải bị sa thải. Và đáp lại sau đó thì ông này phản pháo người hâm mộ và nói rằng là đừng có mà sa thải tôi, thực sự là tại sao chỉ vì một hiệp đấu không tốt mà lại chỉ trích tôi nhiều như vậy, chúng tôi sẽ ở lại và chúng tôi sẽ chiến thắng. Và quả thực thì với ông Kinh rất may mắn trong trận đấu vừa qua, họ đã có được một chiến thắng với tỷ số 2-1 trước đội bóng Tobago và có được vị trí thứ 3 trên 4 đội tham dự cái giải đấu này. Còn nếu không, thực sự với quý vị bạn rằng là mọi thứ chắc chắn sẽ sụp đổ với ông Kinh, chắc chắn sẽ là bị sa thải. Bởi kể cả bên phía Liên đoàn bóng đá của Thái Lan hay là bà Manapang có một cái nhìn như thế nào, có bảo vệ như thế nào đi chăng nữa, nhưng nếu với sự chỉ trích dữ dội từ phía các cổ động viên, người hâm mộ thì chắc chắn rồi ông này cũng khó mà giữ ghế được. Vì vậy mà tôi nghĩ rằng đây là một chiến thắng rất may mắn dành cho chính cá nhân của Bù Kình. Và vừa qua thì bà Malapang đã chi tới tận 2 triệu baht để hy vọng rằng là những cầu thủ của Thái Lan sẽ thi đấu tốt để giúp cho Thái Lan có được chiến thắng trong trận đấu này. Và cuối cùng thì họ cũng đã làm được. Và như vậy là chúng ta thấy rằng cứ mỗi lần mà bà Malapang vung tiền ra hay là có những vấn đề gì đó liên quan đến tiền thì Thái Lan lại có được một cái chiến thắng. Ở đây thì chúng tôi cũng không phải nói rằng là Thái Lan những cầu thủ của họ ham tiền, nhưng thực tế là đó là điều mà chúng ta thường thấy. Khi mà trước đó Thái Lan và bà lý trưởng đoàn này tung ra một số tiền thưởng cực lớn thì y rằng là Thái Lan lại có một chiến thắng. Còn cũng không hiểu rằng là số tiền đó hay là cái số tiền sau đó nữa của bà Manapang có đi đến đâu hay không, hay có thêm những số tiền nào nữa hay không thì tôi nghĩ rằng là một câu chuyện khác đi rất rất nhiều. Và trận đấu vừa qua thì chính đội bóng đến từ Tobago này đã có một tình huống rất sai lầm của hàng thủ và khiến cho đội bóng Thái Lan họ có được một chiến thắng. Vì vậy mà đây cũng là một nghi án mà tôi cũng không biết rằng nó thực sự có đúng hay không. Nhưng dù sao thì với cái màn trình diễn vừa qua của Thái Lan trước đội bóng này thì tôi nghĩ rằng là họ cũng đã có được một trận thi đấu tốt. Dù sao thì cũng là như vậy thôi. Cũng xin chúc mừng cho Thái Lan khi mà họ đã có được một chiến thắng trước một đội bóng đến từ một lục địa khác. Đó là điều mà tôi nghĩ rằng là các cổ động viên của Đông Nam Á cũng sẽ gửi những lời chúc mừng. Nhưng dù sao với việc chỉ đứng thứ 3 trên 4 đội tham dự
Ở một cái giải đấu mà Thái Lan đang đặt một quyết tâm cực lớn, đó là lên ngôi vô địch, thì tôi nghĩ rằng đây là một điều mà chắc chắn không thể khiến cho các cổ động viên của Thái Lan họ có thể an tâm được. Còn quý vị và bạn nhận xét như thế nào về cái thông tin này, về chiến thắng vừa qua của Thái Lan, thì cũng thể để lại một bình luận của mình ở phía dưới phần video ngày hôm nay của Tuấn Lá nhé. Tới đây thì bản tin của Tiểu Bóng Đá cũng xin được kết thúc. Xin kính chào và hẹn lại quý vị và bạn trong những bản tin tiếp theo.